Vâng Liên, thì cái tên nổi lên trong làng cờ vua Việt Nam hiện nay là kỳ thủ 14 tuổi Nguyễn Anh Khôi. Một công ty đã tài trợ 1,5 tỷ đồng để thuê chuyên gia phục vụ việc đào tạo kỳ thủ này. Anh Khôi trở thành nhà vô địch Đông Nam Á trẻ tuổi nhất vào năm 2015 khi mới 13 tuổi. Và vài tháng sau, em đăng quang giải vô địch cờ vua hạng nhất quốc gia năm 2016 ở tuổi 14. Hiện tại với Elo 2495, anh Khôi đã đủ tiêu chuẩn để được phong kiện tướng quốc tế và Liên đoàn cờ Việt Nam cũng như Liên đoàn cờ Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị mọi điều kiện để cậu có thể giành suất tham dự giải vô địch cờ chớp thế giới 2017.